Mình còn đang tìm cho các bạn một cái thân phi điệp rất là mập, tức là cùng giống với cả cây giống. của anh Lý. Ung giống, ung một mẹ đẻ ra. Vâng. Thân này, này to đấy, mập đấy, hơn của Lý. Của Lý thì nó lại lây đều. Lây đều, cái của Lý dài hơn. Dài hơn, của Lý là 1m9. Cái này, thân này có vẻ khủng, chỗ này mát thân này. Đấy. Cái này được khoảng độ 1m3 vậy nhỉ? Không, anh này 1m3 thế nào? Anh này của nó 1m5 chứ? 1m5 á? Ừ, 1m5 đấy. 1m5. Sải tay của anh đây là 1m7 đây này. Đây cũng giống của nó đấy. Thế nhưng mà lại không mập bằng cái này. Bởi vì cái thằng Hùng là nó trồng ở đây là sai phác đồ. Sai phác đồ. Anh bảo sai phác đồ điều trị. Không được. Sai là như nào? Sai thôi, đang quay này không dám nói. Đấy sai. Nói để người khác biết người ta chỉnh cho đúng. Thế còn cái điệp bên này thì có cùng loại không ạ? Không, đây là khác loại của nó đấy. Đấy, chả biết hay giống bình thường hay giống gái nhảy của nó đâu nữa. Hình như đây có còn một mầm nữa đây. Không, một mầm này thì không phải. Không phải giống này. Giống này nó phải có vết tím hạt cát đấy cơ. Tím hạt cát ở trên thân. Với lại giống tím hồng anh sen đấy. Vâng, kinh nhỉ. Thân này nhìn sướng không? To, còn to hơn ngón tay cái. Mập hơn ổ Lý. Ổ Lý thì nó dài, nó lây đều. Mình sẽ quay từ ngọn lên các bạn thấy này. Thân rất là to mập. Và nó có cái chấm, cái kiểu như anh nói là chấm hạt cát ấy, tím tím. Mấy con chó này. Đây là cái mặt bông của cái cây phi điệp này. Các bạn có thể thấy là tím đậm rất đẹp. Có vẻ hấp dẫn đấy. Này. Một cái vườn này. Xong rồi em diện cho nó hai địa chỉ luôn. Bắt chum. Đây là anh này. Nhà anh này là anh tên là gì? Anh này tên là anh Hùng. Anh Hùng. Anh Hùng ở phường Thúy Lĩnh. Phường Thúy Lĩnh. Anh Hùng ở phường Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây số điện thoại của anh đây. Ai có cần thiết liên hệ. Vậy số điện thoại. Tức là kênh Hoa Lan nhưng mà có nhân thể giới thiệu luôn với cái vườn quất của anh Hùng. Anh Hùng là cái người mà có cái thân phi điệp mà rất là to vừa rồi tôi đã quay ở phần đầu video. Đây là một cái kiểu mà làm quất cảnh chơi vào Tết, là cho trồng vào các cái chum, các cái bình gốm. Cũng khá là đẹp. Nhưng mà quất này thì cũng đẹp đấy, nhưng mà hình như là hơi ít lộc và hoa. Chơi vào bình gốm này. Đấy, toàn gốm Phù Lãng đấy. Vừa rồi xuất đi Thanh Hóa chục chum rồi đấy. Đấy ạ. Ừ. Này thì khoảng bao tiền chum? Tùy cái chum nào nó đẹp đẹp thì nó chỉ hơn 1 triệu thôi, 1 triệu 2, 1 triệu 3 thôi. Còn bình thường có những chum bình thường chỉ 300-400, 500. 700 rồi đến 1 triệu nó tùy cái chum nào đẹp thì nó sẽ đẹp. Chum nào đẹp thì nó sẽ thêm tiền. Đây của nó là tất cả chum luôn chứ. Năm ngoái nó cũng làm được bằng một nửa trong này thôi, năm nay làm nhiều hơn. Những cái chum này cũng đẹp này. Quất chum. Thế của anh Hùng. Không cần gì phải tứ liên mà cũng có những cái quất được bằng tới 85% của tứ liên. Đây là cái lọ hoa hồng này. Cây hoa hồng này. Cây hoa hồng thế của Hùng đấy. Cũng
cũng được đấy, chơi kiểu này cũng được đấy. Ờ, chơi đẹp mà. Đây này. Ừ. Đây cái này là quất bát để bàn mini thôi, nhỏ. Ừ. Cái này thì nó rẻ. Ừ. Còn những cái này thì cái này ông ấy bán với giá độ cũng bình dân á. Ờ, đây là thật đẹp lắm, mới 1,5 triệu, không phải 1,2 triệu, 1,3 triệu. Ừ. Rồi, nhưng mà nó xa thì công vận chuyển nó lại lớn. À ừ. Nhưng mà ở đây thì dân ở đây nhiều người ta cứ tận lên tận Tứ Liên mua. À. Không được đẹp bằng ở đây mà còn đắt hơn gấp 3 gấp 4 lần như ở đây. Quất người ra Tứ Liên nó là thương hiệu rồi. À đấy, nó chết vì cái thương hiệu. Còn ở đây ấy, thì là người mới làm, thành ra là nó chưa được có thương hiệu lớn. Ừ. Đấy. Nhưng mà nhìn có vẻ cũng biết làm đấy. Ờ thì biết, toàn thuê thợ đấy chứ. Ừ. Thợ người ta uốn dáng cho mình chỉ nó chăm sóc thôi. Vâng. Em biết cái này quả chín được vàng đỏ này, đã biết là nó tại cái gì không? Tại cái gì anh? Thợ quay này nói là người ta biết này. Ôi giời ơi. Cứ sợ mà mất bí quyết. Thì có cái gì mà đây này. Năm ngoái thì nó chín vàng nghệ, vàng anh ảnh như này. À. Năm nay nó chín vàng đỏ. Bởi vì nhờ anh bảo cho ông là phun B1 Thái. À. Đấy, làm đẹp, có nhiều người cùng làm ra đẹp thì bắt đầu nó mới tạo thành thị trường. Mình cứ làm, mình cứ vừa làm vừa sợ mà mất bí quyết thì chỉ một mình thôi. Một mình thì lại ít người biết. Ừ. Đấy. Đây, mà... cái chùm này đẹp này. Có cả... quả xanh, quả chín và đấy. Có cả hoa. Đấy, bảo nếu quả ai bảo nói và ai có nhu cầu liên hệ với anh Định. À, thế vừa này là của anh Định chứ không phải của anh Hùng à? Ờ, vừa này của anh Định. À. Định với Hùng là hai chú cháu. À. Vườn của anh Định, phường Thúy Lĩnh. À. Phải đọc người ta biết. Cái này cũng phải được đến mấy trăm cây nhỉ anh nhỉ? Tất cả hai vườn này của ông là hơn 300 cây. Hơn 300 cây. Quất cũng khá là đẹp đấy. Vườn này với cái vườn kia của ông là hơn hơn 300, gần 400 nhé. Ông làm dáng thế, đây là toàn thuê thợ về làm đấy. Vâng. Chứ mình không bẻ dáng vẻ thế như này được đâu. À. Đây toàn là thợ ở bên Hưng Yên sang họ làm dáng thế. À. Mình chỉ có trách nhiệm là chăm sóc, tỉa hoa, bón phân, tưới nước, phun thuốc. Rồi, ok. Đấy. Đây là các bạn mà ở khu vực quận Hoàng Mai hoặc là khu vực phía Nam của thành phố, mà nếu mà thích chơi quất thì không nhất thiết phải đi xa quá mà có thể đến khu vực này cũng có vườn quất rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Đây là cái thông tin tại cái biển của cái vườn này, vườn quất quất cảnh Định Phong, có số điện ở tại ngõ 49 tổ 25 Lĩnh Lam Hoàng Mai. Số điện thoại là 0168866 1397, 0912447323, và có cả Facebook luôn, là Facebook, nick Facebook là Hùng Lê Trương. Các bạn có thể vào Facebook search cái này, có thể tìm hiểu được và có cái thông tin liên quan đến các loại cây cảnh như là quất, bonsai và mini các thứ. Thì trong này là phía dưới này là chính là cái khu vực mà quất chu, nhưng mà tôi đã giới thiệu.